Anh tới đây làm gì? Ờ, Phương có ai tìm không? Phương nó vừa đi rồi. Nó có hẹn với ai công ty Ama. Nhưng mà anh còn tới đây tìm nó làm gì? Anh đùa giỡn với nó bao nhiêu đó chưa đủ sao? Tôi hối hận. Khi xa cô ấy, tôi mới nhận ra rằng mình yêu cô ấy. Đàn ông các anh đúng là một vụ. Ủa, ai cho mấy anh cái quyền thích bắt thích thả lúc nào cũng được vậy hả? Tôi thực sự biết lỗi rồi. Bây giờ tôi sợ mình sẽ đánh mất cô ấy lắm. Xin Ngọc hãy giúp tôi. Cho dù bây giờ anh có hối lỗi thật thì cũng quá muộn rồi. Mà con người cũng thiệt là lạ, chỉ phát hiện ra giá trị của tình cảm khi biết mình đã đánh mất nó thật sự. Vậy tôi có cơ hội để tìm lại tình cảm của Phương không? Anh đã đánh mất lòng tin ở quá nhiều người. Thôi, anh về đi. Râu, mày làm gì mặt mày như đưa đám vậy? Tôi nhớ chị em Phương á, tôi thương quá à. Người hiền lành gặp cái gì đâu không à. Bởi ông bà ta nói câu người làm phước có khi mắc nạn, kẻ lăn loàn lạng quạng giàu sang. Bởi vậy ta nói đàn ông mấy người á, thứ gì đâu không à. Đàn ông nào, thứ gì? Đàn ông có 5-7 loại đàn ông nha. Cái loại đẹp trai hào hoa như tôi là khác, còn cái loại phản bội xấu xa nhưng mạnh là khác à. Trời, Râu, mày có soi gương không Râu? Mày nghĩ sao mày nói mày đẹp trai vậy? Trời ơi, nghe muốn ói. Xin lỗi, tôi giận quá tôi nói lộn. Khôn ha, lộn mà lộn khôn ha. Thà là xấu quắc cho tôi đi, mà có một tấm lòng sắt son chung thủy, tôi thương ai là thương cả đời luôn, chứ không phải như ổng giàu có hào nhoáng mà trong lòng thấy choáng. Ê bà Sáu, chuyên gia nói chuyện kìa. Ủa, cô Ánh. Chào chị. Cô đi đâu đây? Tôi vô gặp bé Phương ạ. Cô,
em mời cô ngồi uống ly nước đã ngang. À, dạ thôi, để tôi vô gặp em Phương chút xíu đã. Có gì đâu, em mời cô uống ly nước mà, hen. À, dạ. Em nhớ cái gù của cô, nước suối. Nhưng bữa nay để tôi trả tiền nha chị. Có gì đâu cô. Cô. Dạ. Sao cô không ở nhà tư vấn cho con trai cô á, mà cô qua đây làm chi vậy? À, chị nói sao tôi không hiểu. Ý em muốn nói là cô á nên ở nhà tư vấn cho anh Mạnh, con trai cô á. Dạ. Hiểu được thế nào á là lòng chung thủy nè, hiểu được thế nào á là tình yêu nè, hiểu được thế nào á là lòng tốt nè. Nói thú thiệt với cô chứ, mỗi lần mà nghe tin cô á, mà tuyên truyền ở đâu á, tư vấn ở đâu á, ba giò bốn cẳng chạy đến nghe cô nói chuyện. Trong tâm trí của em á, lúc nào em cũng nghĩ cô á là một cái người am hiểu cái suy nghĩ của người khác. Cho nên gia đình em mới hạnh phúc tới giờ á cô. Vậy á, mà tính đây để cho sự việc nó... Chị à, bộ anh nhà bỏ đi rồi hả? Hay nhà chị có chuyện gì? Dạ đâu có. Sao? Thôi chị. Mày khiêu khiểu gì? Để tao nói. Nhèo nhèo mắt vậy. Để tao nói cho cô Ánh biết được, hiểu được cái giá trị, mục đích của sự tư vấn. Mày hiểu không? Thôi đi, trời ơi, lại bà. Trời ơi, muốn người khác làm tốt á, thì trước tiên, gia đình mình phải làm tốt. Hiểu không? Ui. Cô, uống nước đi cô. Để dạ, em rót nghe. Tôi cảm ơn chị. Tôi nhớ ra là tôi có cái hẹn phải đi gấp. Tôi chào dạ. Anh, tôi chào chị. Cô ơi. Nước. Đó bà thấy chưa? Bà tính chỗ tài để cho bà mở chi nhánh hả? Vô duyên lãng gian à. Người ta là chuyên gia nói chuyện mà bà nói quá luôn. Mẹ, con muốn cô Phương dẫn con đi ăn kem. Nè, con không có được hư như vậy đó nha. Khi nào rảnh á, thì cô Phương mới dắt con đi ăn kem được chứ. Đâu phải lúc nào con muốn là cũng được đâu. Thôi được rồi, con ngồi đó chơi chút đi. Mẹ làm xong công chuyện á, rồi mẹ đưa con đi ăn kem ha. Dạ. Ba. Con. Em. Ba mua kem cho con đi. Không chỉ mua kem mà ba còn dắt con đi chơi nữa. Cô chịu không? Dạ chịu, đi liền đi ba. Bé Sam, lại bên đây. Ngọc à, lâu lắm rồi anh không đưa con đi chơi. Cho anh dẫn con đi chút xíu nghe em. Không được. Anh đi đâu tôi không quan tâm. Nhưng mà bé Sam thì không được đi đâu hết á. Một chút xíu rảnh tôi sẽ dắt con tôi đi. Em ở tiệm massage, em bận bịu suốt cả ngày. Mấy khi mà em có thời gian rảnh đâu. Em cho anh đưa con đi chơi một chút thôi, rồi đưa về liền hả? Xin mẹ đi con. Mẹ, cho con đi với ba nha mẹ. Bây giờ con không nghe lời mẹ phải không? Nhưng mà lâu rồi con chưa được đi chơi với ba. Mẹ, cho con đi nha mẹ. Mẹ, nha mẹ. Mẹ, nha mẹ. Thôi được rồi, lần này thôi đó nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ba. Con. Mình đi luôn nha ba. Mình đi con. Dạ. Khoan đã. Đợi một chút, tôi vô thay đồ rồi đi luôn. Tôi đi theo á, chỉ để coi chừng con tôi thôi. Mấy bữa nay thêm không thoải mái nên anh đưa em ra đây xả hơi để em có thể quên những chuyện buồn. Em không thích mấy cái chỗ như vậy đâu. Anh nhìn vậy mà cũng giống anh Sơn ghê á. Vậy anh phải làm gì để không giống Sơn? Em á, không có nói là anh phải bắt chước anh Sơn. Ý là mấy hôm bữa anh dắt em đi bar hay shopping á, như vậy á em thấy vui hơn. Vậy em cho anh hỏi, bar và shopping thì vui hơn chỗ nào? Trong bar
thì có nhạc hay nè, được nhảy nữa. Còn đi shopping á thì được ngắm nhiều đồ đẹp, thích mua gì mua. Theo anh nghĩ, người như em mặc cái gì cũng đẹp. Em hãy bỏ shopping qua một bên đi. Còn nhạc trong quán bar thì anh sẽ cho em nghe những bài hay hơn nữa. Bây giờ luôn hả? Nếu anh biết em giữ khoảng cách với anh như vậy, anh sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của anh. Nếu không phải là chuyện công việc, em đi đây. Anh cảm ơn em vì em đã nói thông tin của Vi cho anh biết. Anh sẽ tìm lại bản mèo gốc. Tông mái có tiếc theo lời em. À, theo lời của Vi. Anh cảm ơn em. Có gì đâu, từ trước tới giờ em vẫn làm công việc đó thôi. Nhưng mà lần này rất quan trọng. Chỉ cần một câu thông báo của em đã cứu cả anh và chú Định. Chuyện này thì anh cảm ơn Vi đi. Em chỉ là người trung gian thôi. Em đã cố tránh né anh đó. Sao em không tự nhiên như trước đây, chia sẻ mọi chuyện với anh, than thở với anh? Tại vì trước đây em nghĩ mình là bạn. Còn bây giờ trên mức tình bạn đúng không? Phương à, em giúp anh một chuyện có được không? Em đừng ép buộc mình. Em cứ thoải mái khi nghĩ về anh. Anh không ép, em trả lời anh ngay. Điều mà bây giờ anh chỉ cần em nghe theo tình cảm của mình. Nếu như tình cảm của em nói là không, anh sẽ đi. Nhưng nếu như miệng của em nói không mà trong lòng em nghĩ khác, anh phát hiện ra liền đó. Anh sẽ theo em cho tới khi em nói có thì thôi. Là mạnh đúng không? Nếu như anh ta còn hôn một lần nữa thì em sẽ nhận lời đúng không?
Thì ra em vẫn hy vọng như vậy. Phương à, em cứ khóc trước mặt của anh, không cần bỏ đi đâu hết. Em khóc với người đó cũng được, chỉ cần em ở bên anh. Điện thoại của anh em cũng không thèm nghe nữa. Chuyện của công ty và chú Định giải quyết ra sao rồi con?
Dạ, cũng tạm ổn rồi ba. Nhưng còn... Nhìn con có vẻ mệt mỏi lắm rồi đó. Đừng có lao tâm quá rồi đổ bệnh nó nghe con. Dạ. Cái gì thì cái, cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình cho thật tốt thì mới giải quyết được công việc tốt nghe con. Dạ, con biết rồi ba. Ba. Gì vậy? Con chuyện gì vậy con? Chuyện gì mà con khó nói quá vậy? Dạ, chuyện của con và Quỳnh. Tụi con làm sao? Gần đây con chợt nhận ra những gì giữa con và Quỳnh từ trước tới giờ chẳng qua là do mặc định gượng ép thôi. Hình như tụi con chưa bao giờ tự hỏi rằng mình có thật sự yêu nhau hay không. Đó là cảm giác của con khi con có người khác và con đã yêu người đó. Không hẳn như vậy đâu ba. Ngay cả khi không có một cô gái nào thì con nghĩ giữa con và Quỳnh vẫn phải xem xét lại tình cảm của mình. Đối với Phương, con có một cảm giác rất là khác lạ. Ở bên cô ấy, con cảm thấy thật thoải mái. Nó khác xa với cảm giác khi còn ở bên Quỳnh. Quỳnh muốn làm cho con vui, muốn làm cho con hạnh phúc. Nhưng mà con thiết nghĩ nó xuất phát từ mặc định là sau này mình sẽ kết hôn. Theo con thì Quỳnh có nhận ra điều đó không? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà con nghĩ Quỳnh ít nhiều cũng nhận ra rằng tình cảm của con dành cho cô ấy từ trước tới giờ chỉ là một sự gượng ép từ lời hứa của hai bên gia đình thôi ba. Con nói đúng. Ba và chú Đình cột chặt tụi con bằng hôn ước. Ba và chú Đình cũng chưa bao giờ nghĩ là nếu như tụi con không có thật sự yêu nhau thì mọi chuyện xảy ra như thế nào. Con nghe ba nói nè. Đúng là ba với chú Đình lúc nào cũng mong cho con với Quỳnh thành một đôi. Từ nhỏ ba với chú Đình đã cột chặt tụi con lại. Ba cũng rất tiếc là con với Quỳnh không thể thành vợ chồng. Nhưng nếu giữa hai con không có tình yêu thật sự với nhau, dù nó xuất phát từ ai đi nữa, thì các con cũng tự giải thoát cho nhau đi. Con có cố gắng gượng ép tình cảm thì rồi con khổ, rồi con Quỳnh nó cũng khổ nữa. Quỳnh không thể nào hạnh phúc khi mà không có tình yêu thật sự của con. Dạ. Ba, con cảm ơn ba. Con khờ quá. Với ba, hạnh phúc của con là quan trọng nhất. Dạ. Bây giờ con hãy làm cái gì theo trái tim của con mách bảo đi, để sau này con khỏi phải ân hận. Ba dặn con một điều nè. Dù sao thì con với Quỳnh cũng đã có hôn ước. Con phải cư xử thật khéo để Quỳnh chấp nhận sự từ chối tình yêu của con. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Con coi đi ngủ sớm đi, để mai con đi làm nữa ha. Dạ. À, dạ. Lúc nào rảnh rủ Phương về quê mình chơi nha. Nhưng mà hy vọng kỳ này thì không có đóng vai thư ký nữa nha. Yeah.